Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tôma nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giêsu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm được những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ thân mến, sau hơn 6 tuần lễ, chúng ta không có dịp và không được phép gặp nhau. Cửa nhà thờ khép lại. Có nhiều bạn trẻ nói với tôi, trước đây thì đi lễ con chỉ nghe được cha này cha kia giảng. Bây giờ ở nhà đi lễ online, con toàn chọn các đức cha đi lễ không? Mà có khi một thánh lễ con dự 2-3 đức cha. Đang là dự lễ ở Tổng Giáo phận Sài Gòn thì mạng yếu, con chuyển ra Hà Nội con đi lễ. Và rồi nghe xong bài giảng ở Hà Nội thì con vào Huế và dự phần cuối. Được không cha? Tôi chỉ biết cười và bảo rằng một ngày nào đó tôi đi ăn tiệc và tôi mời bạn cùng ăn với tôi bằng cách tôi mở điện thoại và tôi live stream cho bạn. Không ăn tiệc trên điện thoại được thì dự lễ trên điện thoại cũng tương tự thế. Tạ ơn Chúa hôm nay chúng ta được họp mặt trong nhà của Chúa, đó là một niềm vui lớn. Và niềm vui đó được dâng cao hơn khi chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với ca đoàn giới trẻ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập. Chúng ta biết ca đoàn giới trẻ không có ngày mừng bổn mạng, nhưng có ngày truyền thống vẫn chọn
Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh để mừng ngày truyền thống của mình. Và niềm vui đó tiếp tục được nhân lên khi chúng ta cũng được mời gọi để nhớ đến những người mẹ. Xin chúc mừng tất cả những người mẹ của chúng ta, những người mẹ đã đi xa, xin cho được an nghỉ. Những người mẹ còn đang sống, xin đừng làm cho mẹ phải khóc. Và cũng xin chúc mừng tất cả những ai đang còn mẹ, để ta cảm nhận niềm vui có mẹ trên cuộc đời mình. Những niềm vui ấy tôi muốn thu gom lại trong một khoảnh khắc và để lời Chúa soi dẫn vào đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, nhiều ý tưởng có thể được gợi lên trong tâm hồn của mỗi người. Tôi chỉ xin dừng lại ở một câu duy nhất và cùng với cộng đoàn suy niệm chính câu lời Chúa ấy và để lời Chúa hướng dẫn đời sống của chúng ta. Tông đồ Philippe xin với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con thấy Chúa Cha, thế là con mãn nguyện. Chúa Giêsu trả lời: Ai thấy Thầy là thấy Cha. Chúng ta không được diễm phúc như tông đồ Philippe. Chúng ta không được diễm phúc như các tông đồ khác. Chúng ta không được diễm phúc như những người đồng thời với Chúa Giêsu để có thể gặp được người bằng xương bằng thịt, nhìn thấy người bằng đôi mắt phàm trần và có thể bắt gặp người một buổi chiều đi dạo ở biển hồ Galilee. Chúng ta không đồng thời với Chúa Giêsu và không ai trong chúng ta đây có được cơ duyên một lần gặp Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt. Ai thấy Thầy là thấy Cha. Nếu chúng ta chỉ thấy Đức Giêsu bằng đôi mắt phàm trần thì mãi mãi không bao giờ chúng ta có được cơ duyên gặp được Chúa Cha trong đời mình. Làm sao để thấy được Chúa Giêsu và nhờ đó thấy được Cha của chúng ta trên trời? Chúng ta không thấy được Chúa Giêsu bằng đôi mắt phàm trần, nhưng có thể thấy được, có thể chiêm ngắm Chúa Giêsu, có thể quan chiêm Chúa Giêsu bằng đôi mắt đức tin. Đôi mắt đức tin giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu nơi rất nhiều địa chỉ trong cuộc đời này. Và trong khoảnh khắc vắn vỏi, tôi xin giới thiệu 5 địa chỉ quen thuộc. Nơi đó ta có thể gặp được Chúa. Trước hết, ta gặp được Chúa trong các cử hành phục vụ. Mỗi khi chúng ta được quy tụ trong nhà của Chúa để cử hành phụng vụ, để cử hành các bí tích, nhất là cử hành thánh lễ, đấy là một cơ duyên đặc biệt. Ta gặp được Đức Giêsu, đấng tỏ mình ra một cách mầu nhiệm, đấng làm cho tâm hồn của chúng ta được an ủi, đấng là sự sống của linh hồn chúng ta. Cử hành phụng vụ là cử hành một cuộc gặp gỡ trước hết với Chúa Giêsu qua thừa tác viên là các linh mục. Và từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, chúng ta gặp gỡ Cha trên trời. Không có thánh lễ nào mà chúng ta không thưa lên lời kinh Chúa Giêsu dạy: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta có ý thức mình là con. Chúng ta có ý thức cuộc gặp gỡ này đưa chúng ta đến với Chúa Cha không? Chúng ta có ý thức Đức Giêsu là đường đưa ta về với Cha của mình không?
những ngày nhà thờ đóng cửa, lòng của chúng ta có khao khát được đến gặp Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể không? Có tha thiết đợi chờ giây phút nhà thờ mở cửa để tôi được gặp Người? Thưa cộng đoàn, không chỉ là gặp Chúa trong các bí tích. Địa chỉ thứ hai khá quen thuộc ta có thể gặp được Chúa Giêsu, đó chính là khi ta đọc lời của Chúa. Chúa tỏ mình ra trong lời của sự sống, lời của sự thật. Lời ấy ta có thể đọc tại gia đình của mình, ta có thể nghiền ngẫm trong tâm trí của mình. Đọc lời của Chúa là đi vào một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, và lời đó trở thành sự sống như máu huyết chuyển lưu trong toàn thể tâm hồn, thân thể chúng ta. Yêu mến lời là yêu mến những khoảnh khắc gặp Chúa Kitô trong đời. Một địa chỉ thứ ba để ta có thể gặp được Chúa Giêsu, đó là ngang qua những biến cố của cuộc sống. Có thể là biến cố đem ta đến niềm vui, cũng có thể là biến cố làm cho cả thế giới hoang mang, như những ngày chúng ta đối diện với đại dịch. Nhìn vào những ngôi nhà thờ khang trang tại Ý, không một bóng người, chỉ hàng hàng lớp lớp là những quan tài để sát bên nhau. Hơn 4 triệu người nhiễm virus, hàng ngàn con người phải bỏ mạng trong một thời gian ngắn. Bao nhiêu những kẻ phải hoảng sợ, không biết ngày nào thì đến phiên mình. Trong cái biến cố đau thương ấy, ta có nhận ra và gặp gỡ Chúa Giêsu trong thế giới này không? Ta có nhận ra bàn tay của Cha vẫn đang yêu thương, chăm sóc, vỗ về chúng ta không? Ta có nhận ra một tình thương hải hà thật lớn, để rồi ta còn có cơ duyên ở đây nghe lời của Ngài và gặp gỡ nhau không? Những biến cố cuộc đời là địa chỉ ta gặp Chúa Giêsu, và qua đó ta gặp Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta. Địa chỉ thứ tư chúng ta có thể gặp được Chúa, đó chính là mối tương quan hàng ngày trong cuộc sống. Khi ta gặp gỡ người anh em, người chị em của mình, ta có nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu nơi gương mặt của họ, có khi rạng rỡ hớn hở, có khi héo hắt buồn đau. Ta có nhận ra hình ảnh của một Giêsu nơi đời thường, trong gương mặt của những con người tiều tụy, trong gương mặt của những người thành công, của những người thất bại, trong gương mặt của những người thân thương nhất mà ngày hôm nay ta được gợi ý để nhớ về, đó là gương mặt người mẹ của chúng ta. Nhìn gương mặt mẹ mình mà không nhận ra được Chúa Giêsu thì làm sao ta nhận được gương mặt của Giêsu nơi những gương mặt khác? Cuộc gặp gỡ tha nhân là cơ duyên ta gặp được Chúa. Và thưa cộng đoàn, ta có thể kể cho nhau, kể mãi những địa chỉ ta gặp được Chúa trong cuộc đời. Tôi chỉ muốn dừng lại nơi một địa chỉ cuối cùng. Ta gặp được Chúa nơi sâu thẳm trong tâm hồn của ta. Có thể ta chẳng mặn mà gì đến nhà thờ, có thể ta chẳng dành đủ tình yêu để quan tâm đến tha nhân, có thể ta cũng chưa một lần nghĩ rằng mình nhận ra gương mặt của Chúa nơi gương mặt của mẹ. Cũng có thể ta thờ ơ với biết bao biến cố, chẳng thấy Chúa đâu. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của con người thì vẫn là một nơi có Thiên Chúa. Và nếu chúng ta đủ yên lặng, lắng lòng, ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Người ở đó.
ai thấy Thầy là thấy Cha. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta được cơ duyên gặp Chúa Kitô trong đời mình, để rồi ta cũng gặp được Cha đấng giàu lòng thương xót. Gặp được Đức Kitô là đường để ta không lạc lối khi tiến về trời cao. Gặp được Đức Kitô là sự thật để ta không phải sống trong giả trá của bao nhiêu những lạc thuyết, bao nhiêu những lầm lỡ trong cuộc đời. Gặp được Đức Kitô là sự sống để ta không lụi tàn giữa cuộc đời đầy ô trọc này. Xin mỗi chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ đó ngay hôm nay, ngay lúc này. Mời cộng đoàn đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin.